Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn viết một ngày làm việc của tôi trên trạm vũ trụ ISS. Đây là xung quanh phòng làm việc của trạm. Tôi đang giải lao 5 phút sau giờ làm việc. Hai bạn tôi đi chuẩn bị đồ ăn trưa và tôi đang ở đây quay video. Đây là những số liệu về vi độ và chất lượng bầu không khí ở ngoài không gian. Còn đây bạn tôi đang nghiên cứu về lượng phóng xạ và những kim loại quý. Đây là trên nóc trần của trạm vũ trụ. Hình như ở đây đang chập bóng đèn, thế nên là có chỗ tối và chỗ sáng. Đấy, bóng đèn nó hiện lên rồi. Thì tôi sẽ thay bóng mới. Ở trong vũ trụ này có một đặc điểm là bên trong không bao giờ có bụi, nên sàn nhà rất là sạch và bóng. Tôi không cần phải quét hay lau nhà gì mà nó vẫn sạch. Đây, tôi đã phát hiện có một kim loại quý ở vi độ 53 kinh tuyến 42. Theo nhận định, kim loại này có thể là kim cương. Và tôi sẽ ra ngoài trạm và nhặt lấy nó. Hẹn các bạn ở các tập tiếp theo.